Nhìn này, có đỏ có điếm. Em mặc áo màu xanh, thế là em sẽ ăn đồ màu xanh. Còn anh mặc áo màu vàng, anh sẽ đi tìm đồ màu vàng. Còn em mặc áo màu đỏ, em sẽ ăn màu đỏ. Anh có đỏ có điếm. Bây giờ ơi, ba đứa mình sẽ đi tìm đồ ăn màu xanh, màu vàng, màu đỏ ở trên cánh đồng này. Nhưng mà trước khi lấy bất cứ đồ gì thì chúng mình ấy phải xin phép cô chú chủ ruộng nha. Cô chú đấy đồng ý thì mình mới được lấy đấy. Tất nhiên là mình phải xin phép rồi thì mới được lấy chứ. Mà thôi, tới đi đây. Đồ ăn màu xanh ở cánh đồng này quá nhiều luôn các bạn ạ. Rất nhiều đồ ăn màu xanh luôn. Thế nhưng mà những đồ ăn màu xanh này thì cũng không ăn được các bạn ơi. Mình ấy phải tìm đồ màu xanh mà vừa là màu xanh mà vừa có thể ăn được cơ. Ở cánh đồng này làm gì có cái gì màu vàng đâu nhỉ các bạn nhỉ? Toàn thấy màu xanh lá cây thôi. Tìm đồ ăn màu vàng khó thật đấy. Đã không tìm thấy đồ ăn rồi lại cần dính bùn bẩn hết tay rồi. Ý rồi ơi, bẩn hết tay rồi. Ở cái đồng này chả thấy cái đồ ăn màu đỏ cả. Tông quần đi. À, con đi ơi, tớ tìm thấy đồ ăn màu đỏ cho cậu ơi. Nhanh lên, nhanh lên. À, sao ra đây, đâu? Dạ, cậu ngồi đây bình tĩnh. Nhìn kỹ vào đây này. Đâu? Đây. Ôi, cậu nhìn thấy chưa? Đây nè. Cái này là trứng ốc, không ăn được đâu Hà Sam ạ. Vứt đi. Vô lý thật. Ốc ăn được mà trứng ốc lại không ăn được. Mà nó tóm lại là không ăn được. Không ăn được. Các bạn ơi, mình vừa mới tìm được một cây dâu tây. Đây nè các bạn ơi. Ui ui, có cái quả đây. Wow, có quả con này các bạn ơi. Đây nữa. Đây quả con lên nữa nè. Để xem nào. Ở đây cũng có quả con. Ở đây có một cái quả nhưng mà nó bị thối rồi các bạn ơi. À, wow, trái dâu tây đi các bạn ơi. Đỏ ơi là đỏ. Ui ui. Đấy. Cái này màu đỏ là của tớ. Thế nhưng mà anh tớ tìm được mà. Màu đỏ là của tớ mà, cậu ăn cái gì? Mình tìm được mà không được ăn. Một cây nữa. Quỳnh Yêm ơi, dâu tây à? Dâu tây anh ơi. Anh xem nào, có quả không? Em đang tìm xem không có quả nào không nữa. À đây rồi, đây có một quả màu vàng. Ui, đây ra quả này màu vàng. Màu vàng. Ui, hóa ra đồng này có dâu tây màu vàng đấy. Ngon đấy. Nó ngọt. 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 Hơi chua chua một tí. Nhưng mà để ra mà còn cây dâu tây màu vàng nào nữa không. Mình tìm được dâu tây mà không được ăn. Cây. Nhưng mà cây này không phải dâu tây. Hình như cây này là cây cà rốt thì phải. Wow, cà rốt nè. Cà rốt màu đỏ của tớ. Tớ xin nhá Hà Sam. Thế nào cuối cùng mình cũng tìm được một thứ màu đỏ rồi. Ui, rong biển các bạn ơi. Nhưng mà là màu xanh lá của Hà Sam. Hà Sam ơi, ra đây, anh cho em rong biển này. Đâu, rong biển đâu? Đây, rong biển đây. Đấy, rong biển này mà cuốn cơm cuộn anh ngon lắm Hà Sam ạ. Đây không phải rong biển, đây là rêu các bạn ơi. Rong biển nó phải ở ngoài biển chứ. Rêu đây nè, xé đây nè, đấy, thấy chưa? Thôi nè, đấy. Thế, rêu này có ăn được không Hà Tham? Rêu này không ăn được đâu.
màu. Ui nhưng mà nó đẹp nhở, có thể chơi được ấy. Ui nhìn các bạn nhìn này, các bạn nhìn này, nó giống bông nhở, mà giống cả thằng Lam á. Tiếc nhở, không ăn được. À đây, đồ ăn này của em nữa này. Đây là ớt đỏ của cô Níp nhá, cô Níp sẽ ăn ớt đỏ, còn em sẽ ăn ớt xanh. Đây Hà Sam ơi, đồ ăn màu xanh của em đây, ăn đi. Ớt này ăn để cay cháy họng của các bạn ơi. Mình đã tìm thấy một bông hoa bí màu vàng. Đồ ăn màu vàng đây rồi các bạn ơi. Ăn hoa bí cực kỳ ngon đấy. Còn em ăn đồ xanh lá, em sẽ lấy ngọn bí. Bởi vì ngọn bí ăn cũng cực kỳ ngon. Không những có hoa mà còn có cả quả màu vàng nữa các bạn ơi. Thế là mình đã có hai món màu vàng mà từ cây bí này rồi các bạn nhá. Cây này có hoa, có quả, chẳng nghe này không có củ. Mình cứ đào xem nào. Quý Điệp, làm cái gì đấy? Cha lại đào cây bí này lên. Cây bí này làm gì có củ. Em tưởng có củ em đào. Cây này còn bị thối rồi. Thôi bỏ cây này đi, cây này không có củ đâu, đi tìm cái khác đi. Ui, ở bên kiểu như bên ngoài của cái bầu này á, nó vẫn còn có một lớp lông này các bạn ạ. Tại vì quả bầu này vẫn non đấy Hà Sam ạ. À thế ạ? Wow, rất nhiều quả bầu luôn các bạn ơi, một đàn. Ui, đây kìa. Lủng la, lủng lẳng luôn rồi các bạn ơi. Ôi, ước gì ở nhà mình cũng có một dàn bầu như thế này. Ui, đây quả này, đây nữa. Wow, quá nhiều quả luôn này. Thế nhưng mà các bạn ơi, hiện tại thì lúc mà mình ra cái ruộng này thì ở đây lại không có cô chú của chủ của ruộng này. Thế nên là mình cũng không biết ai mà xin được ấy. Thì mình quyết định là sẽ không lấy bầu này nhá các bạn nhá. Mình chỉ ngắm thôi. Một quả bí. Ô Hà Sam ơi, lúc nãy em bảo em không lấy bầu của người ta, sao em lại để đây? Đây là quả bí mà. Đúng quả bầu nhỉ? Bóc luôn. Rồi. Còn gì nữa không? Ui, ui. Nặng đấy. Ui. Ui. Nặng đấy. Ôi, rồi. Ba. Ba. Còn rất nhiều đồ này. Bốn. Nam. Ô Hà Sam ơi, đây là quả dứa màu vàng mà. Anh ơi, em không lấy bên màu vàng, em lấy bên màu xanh này cơ. Đây. Mấy rồi? 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Còn gì không? Còn. Uầy, siêu cay. 6. 6. 7. Tính một quả thôi. Thế là 6 món. Hà Sam được 6 món à? 1. Đây mà là đồ ăn kiếm ở đâu ạ? Đồ ăn này là em mua ở siêu thị chứ. Đây là đồ ăn em chuẩn bị ở nhà anh ạ. Nếu mà là đồ ăn chuẩn bị từ nhà thì không được tính đâu nha. Chỉ được ăn thôi, cái này không được tính. Đó. Rồi, 1. Đây là màu tím mà con Níp. 2. Còn đây là màu cam mà. 3. Đây là màu đỏ thì đúng rồi này. Thế thì con Níp chỉ được có một món thôi các bạn. Một món ớt thôi, còn hai món này loại. Nhưng mà thôi nha các bạn nha, tại vì con Níp tìm được ít quá lên thôi. Chấp con Níp luôn, 3 món. Rồi. Đây, 1 này các bạn ơi. Hoa bí xào ăn hơi bị ngon luôn. 1. 2. 3, đu vàng này. Wow. 4, khoai tây. 5, cà chua bi. Hết rồi. 6. 6 luôn. 7. 7 đâu mà 7. 7 đâu mà 7. 7. 6. Thế là anh vừa bảo có 6 món. Hà Sam cũng có 6 món đúng không? Đúng rồi. Anh với Hà Sam bằng nhau, còn con Níp được 3 món. Các bạn ơi, bây giờ với những nguyên liệu xanh, đỏ, vàng thì chúng mình sẽ chế biến thức ăn. Ăn à? Ngô nướng. Chuối nước. Anh Gấu Đỏ ơi, ngô chiên ăn ngon lắm. Mà anh Gấu Đỏ, anh ăn cái ngô này bao giờ chưa? Ngon lắm đấy. Đấy, em ăn suốt rồi, ngon lắm. Người ta cho mỡ mà, cho bơ này, tán này, tôi ăn ngon lắm anh ạ. Quân Níp, em vẽ rơi hết chúng mương rồi. Đâu? Sao được có mấy hồ thế này? Bốc hơi nghi ngút luôn. Cho thêm nhiều thơm quá anh Gấu Đỏ ơi. Gió nó
vừa qua mũi em. Nó rồi, thơm ngào ngạt. Anh sẽ cho một miếng khoai này vào anh chiên nhá. Đầu bếp kinh nghiệm. Ủa. Tiếp theo là cho món ngô này vào. Ngô chiên bơ luôn. Ôi, ngô chiên bơ. Ôi, nếu mà ngô chiên bơ thì ăn quá ngon. Quên đi ơi, vẽ ngô tiếp đi em ơi. Tiếp theo sẽ cho thêm xúc xích vào cho màu cho đẹp này. Ồ, wow, quà này gió to dã man luôn. Mát nhờ. Ui, khoai đã vàng vàng rồi này Hà Tam ơi. Nhưng mà hình như có vẻ em thái hơi to. Ngô wow, chiên bơ các bạn ơi, thơm không? Hà Tam thấy thơm không? Em cho gọi là ai? Điếc mũi luôn rồi. Ui, bắn quá. Wow, anh Gấu Đỏ ơi, nó vàng, một cái màu vàng nó óng ánh mà nó ngon quá là anh Gấu Đỏ ạ. Anh ngửi cái mùi thơm này bây giờ anh chỉ thèm ăn thôi. Sắp chín chưa? Khoai cũng vàng rồi nhưng mà khoai có vẻ còn lâu nó chín ở trên trong. Ngô thì sắp chín rồi các bạn ơi. Ui, rất ngon các bạn ơi. Thơm cực kỳ. Chín rồi Hà Tam ơi. Ui, wow. Đây, anh sẽ đổ cho đây ra. Ôi, các bạn ơi, wow. Ui, xèo xèo luôn. Wow. Thơm thế, thơm thế. Ui, rơi được ngoài rồi. Bí, bí quá. Thơm này không thể cưỡng lại được các bạn ạ. Ui, các bạn ơi, nhìn như kiểu như là những viên ngọc ấy nhờ. Anh để đây ra, con ít với Hà Tam không được ăn trước đâu nhá. Wow. Rồi, bây giờ anh sẽ dán tiếp khoai này. Ấy, thế nào, chín chưa, con ít. Ngon. Thơm quá các bạn ơi. Anh Gấu Đỏ ơi, được ăn chưa? Được ăn rồi đấy Hà Tam ạ. Làm ngay miếng khoai. Thế thì mình sẽ làm ngay miếng xúc xích. Còn rất nhiều đồ chưa nấu nữa. Nhưng mà chúng mình thấy như này là quá nhiều rồi các bạn ạ. Ăn hết chỗ này chắc là cũng no rồi ấy. Còn đồ còn lại thì sẽ ăn sau các bạn nhá. Xúc xích thì quá tuyệt vời luôn. Giòn giòn, thơm thơm, béo béo, ngậy ngậy. Đặc biệt đây nó có cái mùi của bơ. Thơm. Ui. Không ngờ ở đồng này mà cũng có rất nhiều đồ ăn ngon luôn đúng không các bạn? Đây này, mình sẽ làm miếng cà rốt. Giòn tan luôn. Trong anh ăn mà em cứ liên tưởng con thỏ á. Ăn thêm miếng đường không? Ngọt không anh ơi? Ngọt đã mà ăn luôn. Ngọt luôn à? Em thử miếng luôn. Ngon không? Ngọt. Ngon. Wow, em nhìn mà em cũng thèm đi nè. Hà Tam ăn đi. Vì chỉ có một đôi đũa mà lại không có thìa, mà ăn ngô này gấp rất là lâu, nên mình sẽ dùng cái miếng cà rốt này để làm thìa các bạn nha. Múc một miếng ngô. Wow, sao anh thông minh thế, ăn được nhiều đúng không? Được đấy Gấu Đỏ. Cái thìa của anh sáng tạo đấy. Em cũng làm một miếng. Ngon quá. Ui ôi. Yeah, các bạn ơi, ăn xong rồi, no rồi. Bây giờ phải rửa tay sạch sẽ thôi. Và các bạn ơi, hôm nay thì chúng mình đã thực hiện thử thách là đi tìm đồ ăn màu xanh, màu đỏ, màu vàng ở trên cánh đồng này. Và sau đó thì chúng mình còn chế biến món ăn cực kỳ ngon và hấp dẫn nữa. Và video của chúng mình ấy đến đây cũng khá là dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.